nhà gần cái nhà tang lễ hay là nhà gần cái bãi tha ma, kể cả nhà mà gần cái lò giết mổ đó, kể cả trong trường hợp mà cái nhà cả một khu đồng không mông quạnh, một bình cái nhà chị đứng ở giữa mà xung quanh trong vòng 30m 50m chẳng có cái nhà nào xung quanh cả, thì tất cả trường hợp như thế như tôi gọi đều gọi là trường hợp cô âm, tức là tôi gọi là cô dương, tức là một mình ở giữa cái chỗ đó, thì gần những cái nơi mà nó phát ra tiếng khóc ỉ ôi suốt ngày, rồi những cái tiếng khóc ỉ ôi kể cả tiếng gia súc khi mà giết mổ kêu than, rồi tiếng của rồi những tiếng khóc ỉ ôi khi mà thương nhớ người mất, thì tất cả cái chuyện này đều gây ra cái âm khí và gây ra cái sát khí cho căn nhà và làm cho những người trong nhà cái tinh thần nó hoảng loạn và sức khỏe tinh thần không tốt, cái tinh khí thần không tốt thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe, ảnh hưởng trực tiếp đến cái dương thọ, ảnh hưởng trực tiếp đến cái tài vận của chúng ta. Cho nên là chúng ta không lựa chọn nhà ở những nơi này, còn nếu chót ở những nơi này chúng ta phải có biện pháp chấn chạy và kỵ tà thật là mạnh thì mới có thể mà cư trú và thì tăng thêm được cái tăng sinh được cái tài lộc.